Đảng ủy xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ hội quán làng Bột Sa Đéc trực thuộc đảng bộ xã. Hội quán làng Bột Sa Đéc hiện có 53 thành viên, chi bộ được thành lập với 5 đảng viên. Ông Dương Giang Thắng được chỉ định giữ chức bí thư chi bộ hội quán làng Bột Sa Đéc nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là một trong 10 chi bộ ngoài nhà nước được thuộc đảng ủy các xã phường được thành lập từ đầu năm 2024 đến nay. Hiện toàn đảng bộ thành phố Sa Đéc có 57 chi bộ đảng bộ cơ sở và 141 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 4.545 đảng viên, chiếm 4,28% dân số. Việc thành lập chi bộ hội quán làng Bột Sa Đéc sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hội quán, làm cầu nối để nắm bắt và lan tỏa các chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước trong phát triển nghề làm bột Sa Đéc và làm tiền đề quan trọng để tiến tới thành lập hợp tác xã làng bột trong xu thế phát triển chung của thời đại. Song song đó, góp phần tích cực vào công tác gìn giữ và phát huy giá trị làng nghề đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.